Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Kính thưa quý vị, theo phong thủy, muối giúp giải trừ tà khí, thu hút may mắn vào nhà. Chính vì vậy, đầu năm mọi người thường mua muối với mong ước cầu may mắn, quần nạ đầy nhà. Các chuyên gia phong thủy tiết lộ, trong tháng cô hồn, bạn cũng nên mua muối về rắc đúng chỗ này. Chỉ sau 3 đêm, tiền vàng ùn ùn kéo về, xui xẻo tà khí cũng bị xua tan. Để biết cách thực hiện mẹo phong thủy với muối này, xin mời quý vị cùng theo dõi trong video ngay sau đây. Theo quan điểm dân gian, tháng 7 âm lịch là tháng người ta dễ gặp xui xẻo nhất trong năm. Bởi trong tháng này sẽ có rất nhiều ma quỷ được ra ngoài, trở về dương gian quấy phá. Chính vì vậy, thường được gọi là tháng cô hồn, mở cửa mả hay xá tội vong nhân. Đến nay, nhiều người vẫn chuyển thay nhau một số cách làm để hóa giải vận xui trong tháng cô hồn. Bên cạnh tín ngưỡng tâm linh, dân gian cũng lưu truyền tục cúng gạo, muối để ma quỷ không quấy nhiễu người trần. Có những điều làm sẽ mang lại may mắn, ví dụ trong tháng 7 âm lịch, bạn nên mua muối để trong nhà. Bởi người xưa quan niệm bạn nên mua muối sẽ giúp xua tan điều không may, trừ đuổi tà ma và đem nhiều may mắn. 1. Rắc muối để xua đi tà khí. Nhà nào cũng có muối, đó là điều chắc chắn, bởi đây là nguyên liệu nấu ăn rất quan trọng. Chưa kể đến, muối còn phát huy được tác dụng trong việc làm đẹp hay dọn dẹp nhà cửa, thông tắc cống. Trong tháng 7 này, những người khi chuyển tới nơi ở mới được khuyên rằng hãy rải muối vào mỗi phòng, đặc biệt là các góc nhà. Sau đó chờ khoảng 24 giờ, đợi cho muối hấp thu những năng lượng của người chủ trước đây, thì bạn có thể quét chúng đi. Mục đích của việc làm này chính là hấp thu những năng lượng không tốt tồn đọng trong nhà từ trước. Và thật ra, hiểu một cách dễ dàng hơn chính là để cho bầu không khí trong ngôi nhà được thanh lọc. Bởi sau nhiều năm, ngôi nhà chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều nấm mốc, bụi bẩn, không khí không trong sạch. Còn theo phong thủy, muối có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực, mang đến nguồn năng lượng tích cực, tinh khiết cho chúng ta, cũng như cho không gian sống. Thứ hai là đặt bát nước muối. Cho tiền xu vào trong bát nước muối và đặt ở những nơi có năng lượng không tốt. Bằng cách hấp thụ năng lượng tiêu cực, nước muối cải thiện sự thịnh vượng của ngôi nhà và một số lĩnh vực trong cuộc sống. Bạn hãy thực hiện theo các bước sau. Cho muối vào trong bát hoặc ly thủy tinh chiếm bát. Chọn xem ngày và đặt 6 đồng xu xếp theo hình vòng tròn vào bát. Nhớ đặt mặt dương. Mặt dương có ký tự khác của xu ngửa lên trên. Cho nước vào và đặt bát lên một miếng vải lót, bởi muối và nước khi kết tinh có thể sẽ phá hủy bề mặt bát. Không che miệng bát, để yên bát nước ở cùng một vị trí trong năm, tránh xê dịch hay là động chạm đến. Nếu dịch chuyển, sự tích tụ năng lượng tiêu cực vào bát nước có thể sẽ bị phá vỡ. Không có ý kiến thống nhất cho vị trí đặt nước muối. Có ý kiến cho rằng trong thuật phong thủy nhà ở nên đặt nước muối ở vị trí của sao Tam Bích và sao Ngũ Hoàng. Những người khác thì lại cho rằng nên đặt bát nước muối thay đổi tùy theo từng năm. Tốt nhất là hãy đặt nó ở cung tài lộc Đông Nam nếu muốn giàu có, hoặc đặt nó ở cung gia đạo hướng Đông nếu muốn cải thiện sức khỏe. Để bát nước trong vòng một năm là tốt nhất. Nhưng sau một năm, khi đã hoàn thành mục tiêu hấp thu năng lượng tiêu cực trong nhà vào bát nước, bạn hãy bỏ chiếc bát đó đi nhé. Thứ ba, muối làm sạch không gian sống. Pha chút muối vào nước, dùng nước ấy lau sàn nhà và sau đó bạn có thể thắp hương. Với tác dụng của muối sẽ giúp nạp sinh khí mới trong môi trường trong nhà, làm không gian sạch sẽ để chào đón nguồn năng lượng tích cực đến với căn nhà hay văn phòng làm việc của bạn. Thứ tư, đó là cách hóa giải vận đen bằng muối. Ném muối qua vai trái. Bạn hãy bốc một nắm muối và nắm vào tay phải với nữ giới, hoặc nắm muối vào tay trái với nam giới, sau đó ném nắm muối này qua vai trái của mình. Việc làm này có ý nghĩa bỏ lại những điều không hay ở phía sau lưng. Tuy nhiên, bạn hãy chắc chắn ném qua vai trái, nếu không xui xẻo sẽ càng đến nặng hơn. Tắm nước muối. Cho 7 muỗng muối hòa tan với nước,
sau đó dùng nước này dội từ trên đầu xuống. Việc này có ý nghĩa sẽ cuốn trôi mọi vận xui trên người của bạn, bạn nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, dân gian cho rằng tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, có nhiều ma quỷ lên dương gian khiến cho tháng này thường nặng âm khí. Thêm vào đó, thời tiết trong giai đoạn này cũng ẩm hay mưa và khá khó chịu. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của con người. Vậy tháng cô hồn nên làm những gì để xua đuổi tà khí, cầu bình an và may mắn? Phú Quý Tài Lộc sẽ tiếp tục chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thứ nhất, đó là giúp đỡ người khác, làm phúc, làm nhiều việc thiện. Giúp đỡ người khác, trong lòng bạn sẽ luôn cảm thấy vui tươi, bất kể việc có ai đó công nhận điều đó hay không. Tâm trạng tốt lên sẽ xua tan được ưu phiền, giữ được tâm sáng, mang lại bình an. Ngoài ra, bạn có thể đi chùa cầu siêu, cầu bình an cho mọi người. Việc này sẽ hạn chế điều không may, tránh được quỷ đói quấy nhiễu trong tháng cô hồn. Thứ hai, đó là đốt hương thường xuyên, sông trầm. Trong dịp rằm tháng 7, bạn đừng quên chuẩn bị sẵn hương ở trong nhà. Tuy nhiên, nên chọn mua loại tốt, có hương dịu nhẹ, tránh các mùi hóa học. Hương được đốt mang lại cảm giác ấm cúng, chúng có tác dụng xoa dịu tinh thần của gia chủ và còn mang ý nghĩa gợi nhớ người đã khuất. Nên đốt hương hàng ngày trong tháng 7 và thời điểm trước khi mặt trời lặn. Đặc biệt, bạn nên đốt nhang, hương ngoài trời, ngay bên ngoài cửa chính để đạt được hiệu quả tốt nhất. Nếu biết tụng kinh thì nên chỉ tụng hàng ngày, có thể tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu, kinh Chuẩn Đề, kinh Địa Tạng, chú Đại Bi. Ngoài ra, theo quan điểm xưa, việc thắp hương, sông trầm được xem là cách giúp loại bỏ tà khí và những điều xui xẻo hiệu quả nhất. Đây là cách kết nối với cõi vô hình cầu may mắn, giúp loại bỏ tà khí và những điều xui xẻo đơn giản và an tâm nhất, nhiều người dùng nhất. Lưu ý, dù là trầm hương hay các loại hương khác, thì khi thắp mọi người lưu ý nhất định phải thắp hương với số lẻ. Nếu nhà có người phải đi xa, đang gặp nhiều điều không may mắn, thì thắp hương, sông trầm là dễ thực hiện, an toàn và hiệu quả nhất. Thứ ba, nếu có thể nên ăn chay, hạn chế sát sinh. Dù bạn có tu hành hay không, thì việc ăn chay cũng rất tốt cho cả thân và tâm. Hơn nữa, ăn chay một tháng nằm trong khả năng của bạn, không khó khăn như việc ăn chay trường. Vì thế, trong tháng cô hồn, bạn nên ăn chay để tránh điểm dữ. Bởi trong tháng cô hồn, bạn nên hạn chế sát sinh các động vật và ăn chay để tâm hồn mình được thanh thản. Nếu không thể, thì cũng nên cố gắng ăn chay ngày mùng 1 và 15 tháng này. Thứ tư, đó là sử dụng đồ vật có màu sắc tươi sáng. Những đồ vật có màu sắc tươi sáng thường mang lại năng lượng dương, những nguồn năng lượng tích cực để xua đuổi luồng âm khí trong tháng cô hồn. Gia chủ nên trang trí lại nhà cửa với gam màu ấm, nóng hơn. Ví dụ có tông màu chủ đạo là đỏ, vàng, cam, hồng. Một lưu ý nhỏ đó là rằm cửa đóng vai trò quan trọng nhất trong công cuộc thay đổi diện mạo ngôi nhà trong tháng 7. Một chiếc rèm màu cam bắt mắt sẽ giúp ngăn chặn những luồng tà khí không cho chúng xâm nhập vào nhà. Thứ năm là đi lễ chùa cầu bình an. Đi chùa thắp nhang cầu bình an, cầu sức khỏe trong tháng 7 là điều nên làm. Khi thí chủ bước vào cổng chùa, tức là cổng tam quan, cần phải chú ý ra vào đúng chuẩn như sau. Cửa bên phải là cửa đi vào và cửa bên trái là cửa đi ra. Còn cửa trung gian ở giữa chỉ dành cho thiên tử, bậc khoa bảng và các bậc cao tăng ra vào chùa. Chú ý phải bước qua chứ không được dẫm lên bậc cửa. Khi vào chùa, việc đầu tiên thí chủ cần làm là khấn vái hai ông gác bên ngoài cổng nhằm xin phép để được vào chùa. Khi đã khấn xong, có thể đi vào chùa và khấn các ban chính. Đặc biệt, cách khấn vái khi đi chùa là người luôn luôn phải đứng lệch sang một bên, chứ không được đứng thẳng trực diện với ban thờ. Cách vái Phật khi đi chùa là hai tay chắp trước ngực hình búp sen, rồi đưa lên ngang đầu, hơi cúi đầu và khom lưng, rồi ngẩng lên và đưa hai bàn tay lên, vái ba vái theo nhịp lên xuống. Cũng trong tháng này, có thể cúng cô hồn vào bất kỳ ngày nào, nhưng tốt nhất là vào ngày mùng 2 và 16 âm lịch. Vâng, trên đây là một số việc nên làm trong tháng cô hồn để xua đuổi bớt những điều xui xẻo, mang lại bình an cho bạn và các thành viên trong gia đình mà bạn có thể tham khảo. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới.
Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.